Hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi một cái mẹo trên cái dòng Medico. Thì bữa giờ cũng nghe nhiều bạn nói là cái lỗi này không xử lý được. Rất đơn giản. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xử lý một cái lỗi trên dòng Medico luôn. Rất đơn giản, không có tốn tiền mà cũng không cần kêu thợ, mình tự xử lý được luôn. Thì cái dòng Medico nó có một cái lỗi là XC501. Đó là cái lỗi khai năng giái. Khi chúng ta bỏ giấy vào thì nó nâng lên, nó chạy hết giấy. Nhưng khi hết giấy rồi á, nó hạ xuống thì nó lại báo lỗi reset XC501. Thì có nguyên nhân và cách để xử lý nó như thế nào thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Mời các bạn theo dõi này. Đây, trước tiên thì các bạn sẽ tháo giúp mình cái khai này ra. Thì cái khai này đó là nó có những có ba con ốc này, một con, hai con và ba con. Còn phía bên hông thì nó đơn giản rồi. Các bạn chỉ cần kéo cái nó ra là tháo giùm mình cái khai đó ra trước đi cái này. Đó. Thì cái khai đó mình không có quay thì nó đơn giản, nó chỉ có ba ốc cho nó thôi. Chúng ta chỉ cần đại cái này vào và kéo cái khai đó ra thì chúng ta mở ốc thôi. Đây. Nó có ba ốc đây, ba ốc bác vào ba vị trí đây thì chúng ta sẽ tìm được ba vị trí này để chúng ta mở cái khai đó ra. Sau khi mở xong thì chúng ta sẽ tiến hành mở luôn cái khai này ra này. Đó. Đây. Hiện tại là mình không cần chạy cái khai kia nên là mình để một cái khai không mà mình chạy thôi đó. Các bạn nhìn nha, đơn giản này. Cái má đây là rất hai báo lỗi nè, chuyên do reset XC501 nên mình làm về mình chạy luôn, mất đỡ mất thời gian. Đây, trước tiên các bạn sẽ tháo cho mình hai con ốc hai bên ra trước cái đó. Đó, thì sau khi tháo xong này, chúng ta sẽ rút cái nắp ra. Thì đây, cái khai đây nó có những cái motor, nó có một cái bộ motor di động nằm phía trong. Đó, motor năng, bộ motor nằm kia trong kia nó năng. Thì sau khi hết giấy á thì nó sẽ có chế độ là kéo lên và kéo xuống, năng lên năng xuống này. Khi mà nó bị á thì trước tiên chúng ta phải tiến hành dùng một chổi cọ, chúng ta quét hết những cái con cảm biến tại vị trí này nè, tại vị trí những con cảm biến đây nè. Đó, khi hết giấy nó thì nó kéo lên cái xuống nó báo đó, thì chúng ta phải vệ sinh hết tất cả những con này trước, sau đó chúng ta sẽ tiến hành dùng RB7 và chúng ta tiến hành nè tất cả. Còn phải lưu ý là phải vệ sinh sạch sẽ những cái con cảm biến nào nó liên quan đến cái cụm cái cây khai năng này, thì nó thường báo lỗi là do cái khai này thôi đó, nên chúng ta vệ sinh hết. Xong xuôi chúng ta chỉ cần xịt RB7 vào những cái vị trí mà con len này nó quay, những cái trục nó quay thì lâu ngày bụi bặm nó bám vào á thì nó cũng không năng được, hoặc nó dẫn đến cái hiện tượng năng và năng lên năng xuống bị nặng thì nó đôi lúc nó chậm nhịp, nó cũng vẫn báo lỗi. Thì đó, nếu như trường hợp chúng ta không được á thì chúng ta tháo cái cụm này ra luôn. Thì đơn giản, tháo cái cụm này ra chỉ có mở hai ngóc đó thôi. Mình sẽ mở luôn cho các bạn xem luôn. Bên này cũng tương tự thôi, đơn giản thôi. Ta chỉ cần xịt RB7 và bị sinh hết tất cả. Đó. Lao ngày rồi thì bạn thì đường nào nó cũng vệ sinh nhớp nhúa, thì chúng ta chỉ cần vệ sinh sạch sẽ vào những cái trục này, tất cả những cái trục quay này, đó. Trục năng quay này. Sau khi vệ sinh xong ta lắp vào chạy thì 100% đảm bảo với các bạn là không còn cái hiện tượng báo lỗi XC reset XC501 nữa. Chắc chắn với các bạn 100% là hết bệnh luôn. Đó. Thì mình đã thử nghiệm là chạy bữa giờ là khoảng hơn nửa tháng rồi. Thì lúc trước á là chạy là chỉ cần chạy xong là hết giấy là nó thường hay reset liên tục. Cứ hết giấy là nó reset. Hết giấy là nó reset báo XC501. Nhưng mà sau khi mình làm cái vệ sinh như vậy, tương tự vệ sinh dọn sạch sẽ những con cảm biến. Đó, tất cả những con cảm biến nào có là mình vệ sinh hết hai bên. Sau đó mình xịt tất cả RB7 vào những cái trục quay như thế này nè, sau khi vệ sinh hết. Bạn nhớ xịt hết nhé.
vào những cái đường dây cáp nó đi nè, các bạn xịt RB7 vào hết thì đảm bảo với các bạn là 100% nó sẽ hết bệnh không còn nữa. Thì trừ khi là cái bộ năng, bộ khai năng ở phía trong kia nó bể nhọc, nó mới bị reset thôi, bố lỗi thôi, bố lỗi khai. Thì đó là cách để xử lý cái XC501 rất đơn giản, ai cũng có thể làm được, chỉ cần vệ sinh sạch sẽ và làm thôi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh, và cũng như nhớ like, subscribe một kênh, chia sẻ cho tất cả các bạn cũng biết, thì có nhiều video mới. Cảm ơn các bạn.